Nhóm người đang ngồi ăn trên vỉa hè thì bất ngờ bị ném bơm xăng. Ngày 27 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Quỳnh, huyện Chư Giút, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ việc tấn công bằng bơm xăng khiến hai người bị bỏng. Hình ảnh trích xuất camera an ninh của một hộ dân gần nơi xảy ra vụ việc cho thấy, sau khi bị trúng bơm xăng, hai người bị lửa cháy bén vào quần áo, một số người khác nhanh chân chạy thoát. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21 giờ ngày 23 tháng 4, một nhóm người đang ngồi ăn uống tại quán vỉa hè ở xã Đắc Quỳnh, bất ngờ một đoàn xe máy đi ngang qua với tốc độ cao. Hai người đi trên xe máy dẫn đầu đoàn này ném thẳng bơm xăng vào nhóm người đang ngồi ăn bên đường. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Quỳnh, huyện Chư Giút, tỉnh Đắk Nông cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm ngày 23 tháng 4 trên đường thuộc thôn 5 xã Đắc Quỳnh. Vụ việc khiến anh CVH và anh IME cùng ngụ huyện Chư Giút bị bỏng. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.